Chào mừng các bạn đã đến với Tiêu Điểm Tướng Thượng Quan Lý Uyên. Về nội tại của Thượng Quan Uyển Nhi thì mình sẽ chia ra làm 3 nội tại. Nội tại thứ nhất, mỗi đòn đánh thường thứ 3 của Thượng Quan Uyển Nhi sẽ xuyên qua mục tiêu chính, gây sát thương cho tất cả kẻ địch trên đường thẳng và gây ra sát thương phép. Về nội tại thứ hai thì mỗi hai skill khác nhau khi chạm vào nhau sẽ gây ra một vụ lỗ tại giao điểm và lập tức sẽ kích hoạt cái nội tại 1. Cái nội tại 1 là gì thì tí nữa mình sẽ giải thích sau. Có thì cái hai skill khác nhau thì các bạn có thể là skill 1 kết hợp với skill 1 kết hợp với cả skill 3, có nghĩa là ulti ấy, hoặc là skill 2 kết hợp với cả skill 3, hoặc là 2 kết hợp với 1 thì cái đấy đều là được. Cái nội về nội tại thứ 3 là nếu mà Thượng Quan Uyển Nhi đứng trong cái vùng lỗ đó thì cô sẽ được hồi máu. Thì bây giờ mình sẽ đi lần lượt vào từng nội tại một nhé. Nội tại đây là mình sẽ là đi vào nội tại thứ nhất. Đó, đòn đánh thường thứ 3 của Thượng Quan Uyển Nhi sẽ xuyên qua mục tiêu chính. Các bạn có thể thấy một cái đường thẳng đúng không? Thì đấy, nó sẽ gây sát thương cho tất cả kẻ địch trên cái đường thẳng ấy. Đó. Về nội tại thứ 2 thì khi hai skill khác nhau mà chạm vào nhau thì sẽ gây ra một vụ lỗ. Bây giờ mình sẽ thả skill 2. Đó, tại cái điểm giao nhau nhá thì nó sẽ ra một cái vụ lỗ. Hoặc là ulti. Đó, các bạn có thể thấy cái vụ lỗ nhá. Còn về cái nội tại thứ 3 thì mình sẽ để cho trụ bắn để mất máu đi. Đó. Thì khi mà Thượng Quan Uyển Nhi đứng ở trong cái vùng lỗ đó thì cô sẽ được hồi máu. Là sao? Có nghĩa là như thế này nhá. Đấy, khi mà ở trong cái vùng lỗ thì sẽ được hồi máu nhá. Anh em chú ý tận dụng cái nội tại thứ 3 này để có thể tồn tại, nói chung là tồn tại ở cái giao tranh, ở cái đường mid trụ đường lâu hơn. Đó. Thì về tiếp theo đó chính là kỹ năng 1, vẩy mực. Thượng Quan Uyển Nhi vẩy bút và phóng mực theo hướng chỉ định. Tốc độ của vết mực sẽ giảm dần và gây sát thương phép thuật cho kẻ địch bị trúng mực. Đồng thời tại cái điểm cuối của vết mực sẽ phát nổ và gây sát thương phép thuật cho kẻ địch ở gần. Đó, khi các bạn có thể để ý nhá, khi mà mình tung đến cái điểm cuối cùng nó sẽ phát nổ. Thì tại cái điểm nổ đấy sẽ gây một lần sát thương cho kẻ địch. Hãy tận dụng cái điều này để có thể kết hợp mà. Ví dụ như này nhá, bây giờ mình sẽ đánh thử con này. Nếu mà khi mình quẹt một đường thì nó sẽ, sau đây mình nên, hình như mình nên là mình nên đồ, từ để mình xóa cái đồ này đi nhá, làm nó dễ hơn. Đây, khi mà mình sẽ dùng skill 1 lên tướng địch, các bạn thấy nó chỉ có một lần sát thương đúng không? Nhưng mà khi mà ở điểm cuối này, đó, hai lần nhá, thấy chưa, hai lần sát thương. Hãy tận dụng cái điều này để gây sát thương tối đa lên kẻ địch nhá. Ok, và bây giờ đến với kỹ năng thứ hai. Thượng Quan Uyển Nhi sẽ chọn một điểm theo hướng chỉ định, sau đó thả bút tại điểm cuối, gây ra sát thương phép thuật cho kẻ địch. Và nếu kẻ địch chạm phải thì sẽ bị làm chậm. Cái cọ này có thể lưu trữ tối đa 2 cọ nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ thả cọ. Đó. Thì có một cái mẹo kết hợp với cái nội tại của Thượng Quan Uyển Nhi này thì sẽ như thế này nhá. Có nghĩa là vì cái kỹ năng 2 này ấy, cái kỹ năng viết ấy, nó sẽ chậm hơn sau khi phát hành. Và thường thì cái này sẽ được kết hợp với cái kỹ năng 1 để tận dụng tối đa cái nội tại hồi máu ấy. Các bạn có thể thấy lúc đầu mà mình làm ấy nhá,
Đây có khi có nghĩa là như thế này. Khi thả các bạn thấy cọ không? Đó thì khi cọ mà gần đến mình thì các bạn thả chiêu 1 nó sẽ hồi máu. Arigato. Về kỹ năng 3 hay còn gọi là ulti của Thượng quan Uyển Nhi. Thì Thượng quan Uyển Nhi phi thân theo hướng chỉ định và khơi sát thương phép thuật khi lướt qua kẻ địch. Chú ý là khi anh em kích hoạt ulti thì phải di chuyển cái nút trỏ chuột này nhá. Chứ không, nếu mà không di chuyển thì là sẽ không kích hoạt đâu. Đó, nếu mà mình không di chuyển nút di chuyển chuột thì nó sẽ không kích hoạt được. Đó, vì thế là anh em phải di chuyển nút này. Đó. Về cái ulti này thì Thượng quan Uyển Nhi tạm thời chuyển cái khả năng di chuyển này thành lướt. Đó, cô có thể lướt tối đa 5 lần. Nếu mà lướt trúng mục tiêu hoặc skill 1 hoặc skill 2 thì cô có thể lướt thêm một lần nữa. Là như thế nào? Là như thế này nhá. Khi mà các bạn lướt trúng vào skill 1 hoặc 2 thì có thể lướt lần nữa và tối đa là 5 lần. Khi mà đã đủ 5 lần ấy thì Thượng quan Uyển Nhi sẽ chuyển sang cái trạng thái là không thể chọn là mục tiêu. Đồng thời sẽ thả giải phóng tổng cộng 10 giọt mực gây ra sát thương phép thuật. Ok, đại khái là như vậy.